nó bây giờ lấy kẹo, cho bò mình lấy kẹo vô, lọt 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 bỏ miệng. Thấy không? Chào các cô chú đi con. Con chào các cô chú, con biết làm cái nè. Mày làm gì vậy? Đi làm sao? Chị thấy em rồi, Thanh Thu ơi. Hello bạn Nguyễn Ngọc Quý nha. Làm ở dưới mình làm. Đưa lưỡi đẩy ra. À kìa. Hello, hello. Hello, chào cả nhà. Ừ, cả chơi đi, chào cả nhà đi. Con chào cả nhà đi, nói. Ô, con chú đây là cái này làm dưới đất chứ. Trời ơi. Trời ơi, Cherry kìa. Dẻo rồi. Trời ơi, Cherry giờ này tập yoga. Tập yoga hả? Rồi, làm với. Mami có biết tụi nặng không? Giọng tiếng mà. Có biết tụi động tập múa ba lê. Con biết tụi động tập múa ba lê. Múa ba lê. Cái đó cô bao lì xì á. Ba có biết. Con không biết. Bây giờ các bạn có. Anh hello cả nhà. Hôm nay các bạn đã chuẩn bị đón Tết chưa? Hôm nay là 30 rồi, ngày mai là 31. Và ngày tới là mình sẽ bước qua năm 2018. Không biết là cả nhà đã chuẩn bị cái gì rồi ha. Đã chuẩn bị đón Tết chưa? Đây mấy bé đây. Kìa, ô chào mọi người. Cherry chào mọi người. Còn hôm nay mình có một cái món rất là đặc biệt cho các bạn nhỏ. Kìa, mami lì xì kìa. Mami lì xì nè. Con có lấy bao lì xì không? Không, con phải nói sao? Mẹ ơi cho con một cái. Hôm nay mẹ Hà có một cái bao lì xì rất là đặc biệt. Bây giờ mở một cái ra khoan, từ bà Hải sẽ giúp cho các bạn. Đây, trời ơi. Ở đây có giả bộ nè. Ừ, đi có giả bộ. Đây, bây giờ mở ra. Đứa nào thích ba sẽ lì xì. Rồi bây giờ ba sẽ mở bao lì xì ra. Cái bao lì xì này mình để dành tiền á, mình bỏ tiền vô bao này nha. Nhưng mà trong một cái bao này á, nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái bao lì xì. Nhưng mà trong đó nó sẽ có một cái bao có nhạc. Đó, đây bây giờ ba mở thử cái bao có nhạc nha. Wow. Wow. Hết đâu? Phải rồi. Ôi, từ không để ba mở đâu, mọi người dành không có dành. Cái bao lì xì này là nó biết cười và nó biết đọc thơ nữa nha. Đây. Đâu chưa đi mở ra thử coi. Đây. Ôi bao lì xì này biết cười vui quá nha. Rồi để ba mở cho mê mình. Luôn nè. Đây nè. Rồi, nè. Ơi. Đó. Anh ơi, lấy gì cái đó. Cho đọc học hết bài thơ đi ba. Đây nè, đây nè, bài thơ nè. Rồi cho em đi dành nữa nè. Cũng đòi, mẹ cũng đòi. Rồi bà mở vô. À, bây giờ ba cho con cái bao lì xì này. Con để làm gì? Đựng tiền cho con đựng tiền nha. Chúc mừng năm mới cho tôi, chúc hết tất cả mọi nhà được vui thả ra, được cười giòn giả. Tết này đem cả với Belinda, tiếng một phố ga mang bao hứng khởi, một mùa xuân mới lời chúc mừng đầy. Tết Belinda, Tết cười thả ra. Hay quá, hay quá. Mira, Mira nè. Rồi. Ba cho tại vì Mio cũng dành cái bao, này là nó siêu hay luôn á. Em một bao đó ô. Tại vì là hôm bữa thì nhà Hà đi siêu thị mua một số nước ngọt để dành để Tết khách đến nhà thì uống á. Thì mới phát hiện được là khi mà mình mua một thùng Mirinda thì mình được tặng một cái sắp bao lì xì này, và trong đó sẽ có một cái bao lì xì phát ra tiếng cười và có thể đọc thơ luôn. Thì hôm nay á là nhà mình bốn bé cho nên đã mua bốn thùng rồi và đã sưu tầm được bốn cái bao lì xì này, siêu hay. Các bé rất là thích.
bây giờ đang ngồi nghe nè. Mà bây giờ con liệt ba lì xì con đúng không? Đó, mấy bạn nghe đọc thơ không? À, Tết. Tết cười thả ga ha. Đó, bây giờ là mở suốt luôn. Của con nè. Ào thích quá trời luôn á. Hồi xưa là lâu lắm rồi, lúc mà còn nhỏ mỗi lần được mà tặng một cái thiệp mà được hát nhạc thôi là đã rất là thích rồi. Thì lâu lắm rồi mới gặp lại được một cái thể loại là phát nhạc như vậy mà là đặc biệt hơn là bao lì xì mà có thể cười được luôn. Rất giọng cười rất là dễ thương. Đó. Đây giọng cười đây. Chỉ cần mình cứ mở ra là mình nghe giọng cười. Sao mà nghe đọc thơ? Bạn nào có bạn nào thích cái ba lì xì này không? Rồi tí xíu nha. Hồi nhỏ cách nay chắc cũng lâu rồi, hồi nhỏ thì lâu rồi, 20 năm hơn. Lúc đó còn bé tí à, thì Lý Hải mà được tặng cái bao từ đó cái đó cái một cái thiệp. Cái thiệp nói rồi nhỏ cũng mới ra thì có cái đàn mà cái đàn tinh thôi. Đúng mà đã mê. Thì không hiểu sao mà lâu lắm mà bây giờ mới xuất hiện lại, nhưng mà cái này thì lại có tiếng hát. Hiện đại hơn hồi xưa nhiều á. Hello bạn Phúc Đỗ Văn. Đây là em một cái thùng như vậy. Thầy sẽ được bạn một cái bộ là 5 bao lì xì. Và trong đó sẽ có một cái bao lì xì là biết cười. Một cái bao lì xì biết cười và ba hay là mình xé cái này ra. Cái mình bỏ ra nó dễ hơn. Đó. Thôi đừng đưa xé ra nó rách rồi mình không cần bao lì xì hả? Bây giờ ba này cũng kêu, nó không kêu ra đàn, cái bao này nó mới kêu. Ủa cái bao kêu của Mio đâu rồi? Hai Mio đây, Mio. Mio chào các cô chú đi con. Mio chào các cô chú đi. Đây của Mio nè. Của Mio, Mio mở ra. Đây Mio mở ra nè. Dần cười một mình. Thích. Đâu, của Rio đâu cho mẹ xem nè. Trong đây có không con? Đang nghe đọc thơ. Ô, đừng có dần quá anh đâu. Ông này. Đâu cho mẹ nghe lại coi đi không? Thích không con? Đâu cho mẹ nghe lại coi. Đó của con đâu vậy? Của studio có nhiều quá vậy? À, sao vậy? Sao Cindy khóc vậy? Hả? Chết rồi, dành bao lì xì. Mình là biết trước rồi. Biết trước là thế nào cũng dành, cho nên chuẩn bị 4 cái cho bố mẹ. Đây là cái đặc của con. Ôi, bây giờ con nhường lại cho em. Mẹ thương lại đây. Mẹ thương con gái nha. Đến mẹ lấy cho này. Rồi, này đứng này, đứng đây. Rồi, này đứng đây. Mẹ không khóc nữa nha. Rồi mẹ lấy cho này nha. Đứng nha. Rồi. Thôi Mio nhường lại cho con, nha. Mio nhường cho con nha. Rồi. Dành nhau thích quá cho nên dành nhau khổ ghê không đây. Của con đây. À con muốn cái của anh hai. Cho em mượn tí xíu đi. Nha, anh hai thương em nha. Nha, cho em mượn tí xíu nha. Đây. Dạ, cho nè. Rồi, đây cho em hai cái luôn. Hai cái luôn nha. Rồi không khóc nữa thấy không? Đó. Cái kia. Cái này nó kia cười nè. Cái này nó mới cười. Đây con mở cái này nè. Rồi. Cái này nó mười. Con mở thử cái này đi. Rồi con mở cái đó đi. Rồi.
rồi đó, giờ dậy mới hài lòng đó. Cho đi đang nói chuyện gì với ba Hải đó. Thôi để dành để bỏ tiền vô rồi để dành Tết đi chơi. Con để dành tiền làm gì nữa, nói cô chú nghe xem. Con có tiền lì xì con làm gì? Hả? Con mua đồ chơi. Con mua đồ chơi. Rồi bao lì xì làm gì con, nữa? Con thì phát dụng người nghèo với lại mua đồ dùng học tập. Lì xì cho mấy bạn nghèo, con nhờ lì xì của con đúng mua, không? Mua gì nữa? Mua đồ dụng cụ học tập. Vậy hả? Với con. Vậy là con phải để dành tiền nha. Con lì xì cho mấy bạn nghèo với lại ai? Con ngoan nha. Con ngoan với lại ai? Ba thích búp bê, anh hai có chơi búp bê của con ạ. Tôi nhìn đất con. Hôm qua. Hôm nay. Thôi được đất. Không được, mấy anh nó tiêu rồi. Nè, đi đâu đó vô. Hello. Các bạn có bạn hỏi là sao Cindy khóc? Cindy dành cái ba lì xì. Nhà đông là vậy á, mình biết là thế nào cũng dành đâu cho nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó. Đây nè. Là vậy mà cuối cùng cũng dành xong rồi, bây giờ đã lấy được một cái bao lì xì rồi, trả lại cho Cindy rồi, thì bây giờ đã hết khóc rồi. Hello Hà và bạn Yến Nguyễn, hello bé Diệp. Chào Ngọc Trân. Chào Tiểu My, chào bạn Trinh Nguyễn. Đúng không? Chào bạn Trâm Huyền, chào bạn Ngọc Diệu. Hư có, con được lấy ra hư là hả? Các bạn hỏi là làm sao để có được cái bao lì xì này. Em ơi, nếu mà em muốn có cái bao lì xì này thì rất là đơn giản. Mua cái thùng Mirinda này nè. Hôm nay chị mới mua một thùng này để chị lấy thêm cái bao chị tặng cho con của bạn chị. Cái thùng này là thùng mới nè, thì mình chỉ cần mua một cái thùng Mirinda như vậy thì trong cái thùng Mirinda này sẽ được tặng cái một sắp bao lì xì 5 bao, và trong đó thì có một cái bao lì xì biết cười rất là dễ thương, hồi nãy giờ các bé nhà chị đang rất là thích dành nhau sùm đó. Còn Mirinda thì em đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa hoặc là ở siêu thị nào thì cũng có bán thôi. Không có gì khó hết, mua đâu cũng có bán. Rách nha, đừng có mở ra lợn rách nha. Trong cái thùng thì có nè, tặng bộ ba lì xì biết cười. Thì lần nào thì nè, ở đây nè, con lấy đi. Sao con? Giờ con nói sao? Đến đây là các cô chú hỏi thăm Cindy, sao Cindy khóc á? Thôi Cindy đừng khóc nữa nha. Cindy hát bài Elsa đi. Ai Cindy nghe đọc thơ nè. Đó. Hay không? Đâu nó cười sao? Thương á. Thôi mà nên không khóc nữa nha, mẹ thương nha. Con ngoan bẻ lì xì vô đây cho anh này để dành tiền nha. Ba cho 1.000 hả? 2-500. Anh hai đang làm cái gì đó anh hai? Anh hai đang làm cái gì đó? Ba nói mẹ nghe đi, anh hai đang làm cái gì ạ? Ba lì xì vô đây nha. Hả? Anh hai nói với lại các cô chú đi, anh hai đang làm cái gì? Con không biết. Con không biết hả? Chính cầm ba lì xì. Con thích ba lì xì nào? Này. Con để dành đó đúng không? Con để cái bao sẵn, con để dành luôn đúng không? Chị chào em Hồng Dung. Anh chắc có một số bạn là mới vào livestream cho nên hỏi là làm sao để có bao lì xì này. Thật ra Hà thấy cái bao lì xì này nó rất là hay, ở có một cái chỗ là mình có thể lì xì cho bé, bé vẫn vui nè, mà không cần phải bỏ tiền vào trong đó. Tại đôi khi dạo gần đây thì mình thấy là trong đây có gì vậy? Ở trong đây thì có nước ngọt. Có nước ngọt. Cái này mình để dành đó, mình để dành đến Tết mình mới uống á. Hôm nay con được uống nước trà. Hôm nay được uống nước chanh rồi. Đúng không? Con uống chanh 2 lần rồi. À con được uống nước chanh 2 lần rồi đúng không? Hôm nay được uống sữa nữa. Sữa thử Coca. Rồi chút nữa mẹ sẽ cho uống. Ê, hello. Con thích tiền. Con thích tiền.
còn có ít tiền. Thôi, nói vậy là nó tầm 7 á. Bà Hải cũng ghiền. Rồi đưa mấy con được mấy mấy bao. Bà Hải cũng ghiền, mẹ Hà cũng ghiền chứ nói chi bà Hải. Nghe rồi. Đọc vui vui ghê. À bây giờ đứa nào ngoan. Lì xì. Cảm ơn con nha. Để dành á, để dành là ba nhiều tiền quá thì con cho cái khác ta bỏ vô. Đúng rồi. Không nhận dễ thương thiệt chứ. Mà nghe nó cười nó cười. Đâu mày được mấy cái luôn, mày có mấy cái là bà cắt cho. Đâu con đọc cái chúc mừng năm lành. Chúc mọi người an lành. Chúc mọi người an lành. Vui vẻ. Vui vẻ. Hạnh phúc. Gì nữa? Và vui vui vẻ. Và Tết nữa. Trời ơi, anh hai nhắc tuồng. Cherry thì chúc Tết và anh hai nhắc tuồng phía sau. Bây giờ chúc lại một câu, chúc mấy cô chú một câu đàng hoàng đi. Anh hai chỉ em đi, anh hai nói đi. Đây 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 đây. Năm mới. Chúc Happy New Year. Happy New Year rồi. Chúc mừng năm mới các cô chú. À, nói đi. Chúc mừng năm mới các cô chú. Rồi sao nữa? Các cô chú vui vẻ và hạnh phúc. Các cô chú chúc vui vẻ hạnh phúc. À, rồi cái gì nữa? Đi vô giỏi quá nè, vô tích. Và tích anh lành. Phải gì nữa? Noel vui vẻ nha, bye bye. Hết Noel rồi. Noel vui vẻ nha, bye bye. Còn bài hết Noel rồi. Còn Noel còn. Còn Noel tại nhà thấy còn cây thông á. Ở nhà còn cây thông nữa, cho nên là còn Noel. Rồi chúc xong chưa rồi, Rio tự chúc đi. Rio chúc hay đó, mẹ thấy Rio chúc hay đó là vô chúc các cô chú đi. Con chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc. Và Tết vui vẻ, cho Tết vui vẻ. Nghỉ Tết vui vẻ. Nghỉ Tết vui vẻ. Con có được nghỉ Tết không? Dạ được. Con được nghỉ Tết mấy ngày? Cái bánh này luôn nè. 4 ngày à? À, con được nghỉ Tết 4 ngày. Hôm 3 với hôm nay với lại 2 ngày nữa. Xong rồi thứ 5. Xong rồi tới 2, 3, 4, 5 là con được đi chơi. À, con được đi chơi tới lớp đúng không? Kitty. Rồi, ok. Hello bạn. Ủa Mio đã mất tiêu rồi ta. Mio đâu? Mio đi lên rồi. À Mio đi lên rồi. Mio đi lên rồi. Sao bà Hải? Bà Hải vẫn còn ghi mấy cái gì ba lì xì biết cười này hả? Đang sắp xếp lại phân cho nó đều chứ thôi, không đều là tụi nó khóc. Giành nhau. Nó giành nhau nó khóc rồi. Suốt ngày phải làm trọng tài rồi đó. Rồi, tại cái này dễ thương quá để dành Tết lì xì cho mấy bé. Rồi mấy con cất dự trữ. Cái này dạ. Cái nào? Cái này mình Tết để dành Tết là mở. Thôi con muốn giờ mở rồi. Mở là làm cái gì? Để uống một chai nước ngọt. Trời ơi. Rồi còn mấy cái nước ngọt để trong đây. Rồi xong á mày mất. Ngày mai mẹ mua để dành, ngày mai bạc ti nè. Ngày mai mẹ làm BBQ á. Ngày mai là Tết, ngày mai là mình... Ngày mai là cuối năm á, chuẩn bị qua năm mới á. Mình làm Tết. Mình ăn Tết mời ở khách nhà. Qua, mời các cô chú qua đây. Năm ngày mai mình mới mở nha. Ở bạn Xu Xu, ở ngoài bên kia kế nhà mình nó có ít đồ ăn lắm á. Vậy là ngày mai con mời bạn qua nhé. Không có nước đâu. Chỉ có đồ ăn thôi á. Vậy thì con mời bạn qua đi nhá. Mẹ bạn không cho qua đâu. Mẹ bạn không cho qua, con qua con xin phép nha. Con qua xin phép thì mai mời bạn của con qua ăn Tết với con nha. Cherry không khoe tóc mới à, Cherry vừa mới uống tóc mới, nè. Mới có tóc mới đi khoe tóc mới đi. Nè, Cherry khoe tóc mới đi. Cherry mới uống tóc mới luôn á để chuẩn bị năm mới ăn Tết nè, ngày mai là đón giao thừa 31. Cherry là mới làm tóc mới á. Rồi. Nói chuyện với mấy bạn tí xíu. Ừ. Chào Như Huỳnh. Chào bạn Hiền Nông. Còn chơi lễ
Chào Linh Chi, chào con nha Linh Chi. Chào bạn Ái Nguyễn. Ngày mai sẽ là thôi, có bạn đề nghị kêu ba Hải hát tặng bài. Thôi giờ không hát tặng bài, tặng cho bài thơ chúc Tết nè. Đó. Tặng bạn Ái Nguyễn bài thơ chúc Tết. Ở đây nhìn con cái đó là cái gì bà không biết. Bạn Bích Ngọc Trương nói là ước gì một thùng có 35 bao bích cười để có thể lì xì hết cho các bé lớp lá một. Cái này vậy chắc là phải hùng rồi, mấy ba mẹ mỗi người mua một thùng xong rồi cái đưa vô, mỗi người đưa vô một bao cho để cô giáo sẽ là đại diện lì xì cho các con mới được chứ. Một thùng mà 35 bao là hơi căng á. Tại vì thùng nước ngọt này nó rẻ mà. Mama ơi, con muốn lên nhà lấy cái bao lì xì này làm hay thiệt á, công nhận. Cái này mà các bé mà nhận được lì xì còn vui hơn là có tiền lì xì nữa đó. Tại vì con nít thì tiền vui nó đơn giản lắm. Đôi khi nó cũng có cái gì đó bất ngờ. À, chứ bây giờ được được thấy à, cho nên muốn lên nhà hả? Muốn lên nhà đã lấy tờ giấy trắng để làm cái quạt. À rồi thôi đi lên nè, lấy tờ giấy trắng đi, xuống đây làm cây quạt. Đó, có làm cây quạt mà không sùm xin phép. Hello bạn Lâm Vi, hello bạn Nguyễn Kim Chiến, hello bạn Nguyễn Hoa Tiên. À, bạn Võ Lê nói là sao lại không, em không từ chối đâu nha chế. Không từ chối gì em. Chị An Vân ơi, bé Mio là được 16 tháng rồi đó con. Chị cảm ơn em nha Nguyễn, Nguyễn Đông Nguyên. Bé bà con đi lên trên nhà để lấy giấy. Đi lấy giấy mà cũng phải hai ba người. Còn bạn Sunny thì đang làm gì đây để coi coi. Sunny đang cất bao lì xì của Sunny. Sunny cất bao lì xì đúng không con? Sunny bắt cất bao lì xì đúng không? Sunny này là do đó im mà. Xuống cẩn thận con nhé. Cắp gì? Đó mà đồ cắt tóc. Lấy đồ cắt tóc cho con đúng không? Này cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Lì xì của ai đó? Xì nì. Lì xì của nì ha. Còn anh hai thì giấu luôn rồi, giấu cái bao của anh hai đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ngày mai thì buổi tối thì Hà sẽ cũng làm BBQ ở nhà, xong rồi mời một số người bạn qua chơi và đón giao thừa tại nhà chứ cũng không có đi đâu. Tại vì có bốn bé mà đi ra ngoài đông người thì cũng khó giữ lắm. Có gì nếu mà ngày mai khi nào làm tiệc thì Hà sẽ livestream cho mọi người xem ha cho vui. Không biết là mọi người ngày mai có đi đâu chơi không. Ôi quá trời bạn luôn, giờ đọc tên không hết. Đọc sơ sơ ha. Chào Nguyễn Ngọc Quý nè, chào bạn Kim Oanh nè, chào bạn Cạn Duyên. À bạn Cạn Duyên hỏi là Mio biết nói rành chưa. Mio thì nói chưa có rành nhưng mà hát rất là rành. Hát rất là nhiều bài mà hát không ai hiểu trơn. Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Bạn Trang Nguyễn hỏi là hôm nay gia đình không đi chơi, hồi nãy Hà mới nói đó. Thì hôm nay gia đình của Hà không có đi chơi, ngày mai cũng vậy. Ngày mai thì sẽ làm mặt tươi ở nhà cho gia đình và mời một số người bạn qua để ăn nướng tiệc nướng đồ nướng BBQ ngoài trời á. Giống như hôm Noel vậy đó. Thì có gì Hà sẽ livestream, ngày mai Hà livestream cho mọi người xem ha. Cảm ơn em nha Ngoan Nguyễn. Trời ơi, Rio nó ghiền. Rio ghiền cái bao này mở hoài. Rio ghiền cái bao này ngồi nghe hoài luôn. Các mẹ
mà mẹ nào có mua nước ngọt Mirinda thì nhớ là chọn cái thùng mà có tặng cái bao lì xì biết cười này nha, và lấy bao lì xì về cho các con thì chắc chắn là các bé sẽ rất là thích. Hello bạn Bích Ngọc Trương đó, chị gọi tên em rồi đó nha. Thôi chắc là bây giờ đang chuẩn bị cho các bé làm thủ công, bây giờ Hà sẽ cho các bé làm cái quạt. Đây, gì con? Các bạn nhỏ đã ready chuẩn bị rồi đó, đang lấy giấy trắng ra rồi nè. Thì thôi để Hàm bây giờ Hà sẽ ao và chơi cắt thủ công với lại các con một chút xíu, rồi hôm nay thì thúc hơi trễ thì vì ngày mai được nghỉ cho nên là giờ này 8:30 con chưa đi ngủ, chứ bình thường là 8 giờ đã đi ngủ, hôm nay cho thức khuya một chút, 9 giờ đi ngủ. Cái gì ngày mai gặp lại cả nhà ha. Chị gọi tên em nè, Ngọc Lâm. Hello Moon Sky. Mio đi lên với bà ngoại rồi, Mio phải ngủ sớm. Bây giờ Hà bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà cuối năm vui vẻ nha. Bye bye cả nhà. Nè, Rio vẽ đẹp lắm. Rio đang vẽ hả? Bye bye. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối thật là vui nha. Bây giờ thì đến giờ sinh hoạt gia đình rồi. Đây nè, bây giờ các bé đã thấy nè. Là Rio thì đang vẽ nè. Đây nè, Rio tự viết tên. Rio tự viết tên của Rio rất là đẹp, viết nét thanh đậm đây. Thanh đậm. Đây đó, làm khung là... rồi nữa. Đó, vẽ. Rio tự viết á. Đấy. Rio vẽ đó. Rio vẽ bằng bút mực. Ủa, mực. Rio đang viết nè. Đang vẽ. Hello Diệu Linh. Em mới online hả Diệu Linh? Kiri thì đang làm cái quạt, còn Sinh này thì đang mê, vẫn còn mê bao lì xì. Ngồi chơi một buổi luôn cũng được ha Sinh này ha. Đó, Sinh này đang xếp bao lì xì. Chào em Yến Linh Phạm nè. Không, cái quạt đâu, chào cái quạt của bà Hải Sen. Không có lưu, không có được buồn nha. Ba làm cái quạt bự gân luôn nè. Ba làm cho con. Cuối năm rồi. Nếu ba chỉ cho con. Rồi thôi bây giờ Rio chào các cô chú đi. Bye bye các cô chú đi con. Bye bye các cô chú. Ba cũng tờ nhẹ. Rồi Cherry con chào các cô chú đi. Đấy nè. Bye bye các cô chú. Không sao. Dễ kế bên. Con siêu ơi đừng khóc nữa nha. Vui lên nha. Cherry bye bye nè. Bye bye các cô chú. Thôi chị cho ba mượn cái này nha. Cherry nhìn mẹ nè. Ba thích ba vẽ đây nha. Cherry. Cho mượn cái biết đi. Cái này con không được vẽ thằng bậy, cái tặng cho ba. Cảm ơn con đi nha. Cho đi, đi, ba, mẹ gọi cho đi không nghe nè ba. Cho đi. Em có một cái. Bye bye. Bye bye. Trời hôn rác từ môi vậy. Ừ. Rồi thôi Sunny bye bye nè Sunny. Sunny. Bye bye. Bye bye. Sunny đang mê nè thì sẽ là. Rồi thôi. Bye bye xếp vô nhá. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Chúc cả nhà cuối năm vui vẻ nhé. Bye bye. Tối tờ này bỏ chưa?